Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy xác nhận nước này có kế hoạch cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa M270 và 3 radar Arthur dẫn đường cho pháo binh. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh, ông Ben Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arai Gram tuyên bố, Na Uy dự kiến cung cấp 3 radar Arthur để xác định vị trí của pháo binh và tối đa 8 hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Việc giao hàng được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ của Anh. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, Na Uy đã hoàn tất việc chuyển giao 8 xe tăng Leopard 2 cho lực lượng vũ trang Ukraine. Cũng trong tháng 3, chính quyền Oslo công bố cung cấp 2 hệ thống tên lửa phòng không NASAMS cho Kiev. M270 do hãng Lockheed Martin của Mỹ thiết kế và sản xuất. Những hệ thống này có thể tăng cường đáng kể khả năng tấn công quy mô lớn của Ukraine. Hệ thống được thiết kế gồm 2 phần chính với khoang lái ở phía trước và bệ phóng tên lửa được đặt ở phía sau. Mỗi bệ phóng M270 có thể mang theo 12 tên lửa được chia làm 2 cụm ống phóng. Các tên lửa có thể được bắn riêng lẻ hoặc bắn theo từng đợt. Được trang bị hệ thống nạp và ngắm bắn hoàn toàn tự động, M270 có thể bắn 12 quả đạn trong vòng chưa đầy 60 giây. Đạn của hệ thống M270 có kích cỡ 227mm, chiều dài 3,96m, trọng lượng 307kg, trong đó đầu đạn nặng 120kg, tầm bắn 32km. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể sử dụng đạn tên lửa dẫn đường M30 có tầm bắn 65-70km hoặc phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn MGM-140 ATACMS với tầm bắn 165km. Trong khi đó, các radar Arthur được dùng để xác định chính xác các bệ phóng tên lửa và pháo binh của đối phương. Điều này sẽ cung cấp cho Ukraine không chỉ khả năng bảo vệ được cải thiện mà còn có khả năng nhắm mục tiêu chính xác hơn trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Arthur do công ty Ericsson Microwave System kết hợp với các lực lượng vũ trang của Na Uy và Thụy Điển phát triển. Radar di động mảng pha thụ động băng tần C được thiết kế để trinh sát và phát hiện các quả đạn pháo đang bay, theo dõi quỹ đạo của chúng và cung cấp vị trí va chạm của quả đạn. Đồng thời, Arthur cũng xác định vị trí các địa điểm bắn súng cối và bệ phóng tên lửa, trận địa pháo. Arthur có thể xác định vị trí của pháo phản lực đối phương ở khoảng cách 20-25km và súng cối ở khoảng cách 35-40km với sai số xác suất là 0,35%. Hệ thống có thể quét đồng thời 100 mục tiêu mỗi phút, theo dõi đường bay của đạn và tính toán điểm trúng đích để điều chỉnh pháo của chính nó. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.